sao lại bối rối chưa tin thầy đây các con đừng sợ sao lòng luôn mãi lo âu thầy đang ở giữa các con hãy cho con để con biết tin vào Ngài Chúa mở tâm trí cho con để con nhận biết chính Ngài bình an Chúa ở cùng con xóa tan sầu lo nghi dạy con từng lời thánh kinh để lòng cháy bừng niềm tin. Thầy Chúa Giêsu cho trái tim con say lòng mến, đốt cháy tâm can cho đức tin con luôn rực sáng. Thầy Chúa con nên con người mới vững bước ra đi nên chứng nhân của Chúa phục sinh. Xin Ngài thắp sáng tình yêu dạy con dân thân phụng hồn đoàn truyền Chúa khắp muôn nơi. Trái tim con say lòng.